Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Như đã nói nhiều lần ở các video trước thì một điều Dino Man tôi thích ở game ARK là nhà làm game đã giới thiệu đến các game thủ một danh sách khủng long cũng như các sinh vật tiền sử khá đa dạng và phong phú. Ở đó không chỉ có những gã khổng lồ ăn thịt nổi tiếng mà còn cả những giống loài nhỏ bé nữa. Những giống loài nhỏ bé ấy tuy không nổi tiếng bằng nhưng câu chuyện đằng sau chúng có khi còn thú vị hơn nhiều. Phiên bản trong game của chúng cũng được gán cho những năng lực đặc sắc và có đất sùng võ nhất định, chứ không hẳn chỉ để cho có. Ngày hôm nay, sau một thời gian tìm hiểu nhiều về những cái tên khủng long to lớn, chúng ta hãy thử dành thời gian tiếp theo để tìm hiểu về những con khủng long nhỏ nhắn này các bạn nha. Và cái tên đầu tiên lên thớt sẽ là Oviraptor, cái trộm trứng nổi tiếng trong ARK. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Theo hồ sơ ARK, Oviraptor trong game ARK là một loài ăn thịt có kích thước từ nhỏ đến trung bình, sống khá đông trong rừng cũng như trên các bờ biển của The Island. Dù là loài ăn thịt nhưng nguồn thức ăn chính của chúng là trứng ăn cắp từ tổ của các sinh vật khác. Chỉ sau khi được thuần phục thì bạn có thể cho chúng ăn thịt thay trứng. Chúng có khả năng bí mật lẻn vào tổ ăn cắp trứng mà không gây ra sự chú ý từ con mẹ. Đặc biệt hơn, chúng có khả năng tiết ra pheromone có tác dụng như tình dược dành cho các sinh vật ở gần, khiến chúng giao lưu kết hợp với bạn tình chăm chỉ hơn và tạo ra nhiều trứng hơn. Khá thú vị. Oviraptor trong game quá nhỏ để có thể trở thành một con khủng long chiến đấu hay vật cưới hiệu quả, thế nên với năng lực đặc biệt vừa được đề cập thì công dụng chính của chúng là giúp bạn tăng lượng trứng thu được để có thể ấp nở hoặc ăn. Ngoài ra, bạn có thể biến Oviraptor thành công cụ ăn cắp trứng của đối phương hoặc khủng long hoang mà không bị phát hiện. Với kích thước nhỏ bé, Oviraptor cũng khá biết thân biết phận và sẵn sàng tháo chạy với tốc độ nhanh nhất có thể khi kẻ địch tiến lại gần hoặc tấn công nó. Để thuần phục con khủng long này thì ngoài việc đánh cục nó ra, bạn có thể cho nó ăn trứng. Trứng càng xịn thì khả năng nó về với bạn càng cao. Vậy so với những gì chúng ta biết trên thực tế về Oviraptor, phiên bản trong game có gì giống và khác? Để bắt đầu sự so sánh này thì không gì tốt hơn là tóm tắt lại câu chuyện về lịch sử cái tên kẻ trộm trứng Oviraptor và nỗi oan đã kéo dài hơn một thế kỷ mà cái tên này mang lại cho con khủng long. Mọi chuyện bắt đầu vào thập niên 1920 của thế kỷ 20. Trong chuyến thám hiểm của Roy Chapman Andrews tại Mông Cổ, nhà thám hiểm này đã phát hiện ổ trứng khủng long hóa thạch đầu tiên trong lịch sử, nhưng đồng thời cạnh ổ trứng đó, ông cùng các tùy tùng cũng phát hiện hóa thạch của một con khủng long khác thuộc nhóm Theropod, chỉ còn nửa thân tương đối nguyên vẹn. Những hóa thạch này đều được chuyển về Mỹ cho nhà cổ sinh vật học lừng danh Henry Fairfield Osborne nghiên cứu. Sự xuất hiện của một con khủng long cạnh một ổ trứng đã khiến cho Osborne và các cộng sự phải suy nghĩ khá nhiều. Họ tin rằng số trứng này có hình dạng dài và hơi dẹt là của một loài khủng long khác, có thể là giác long như Protoceratops. Vậy tại sao con khủng long Theropod này lại xuất hiện ở cạnh đó? Một giả thuyết được đưa ra đó là có lẽ con khủng long này đang cố ăn trộm trứng trong ổ và không may đang xuất rồi hóa thạch ở luôn vị trí này. Do đó, nó xác định loài khủng long Theropod vô danh kia là một loài mới hoàn toàn, đồng thời đặt danh pháp hai phần cho nó là Oviraptor Philoceratops, có nghĩa là kẻ trộm trứng thích trứng của giác long. Chính từ cái tên này mà định kiến về kẻ trộm trứng Oviraptor hình thành và in sâu trong tâm trí của nhiều người. Khủng long Oviraptor khi được khắc họa trên phim ảnh, truyện tranh và trò chơi, trong đó có ARK cũng đều là kẻ trộm trứng của những loài khủng long khác. Tuy nhiên, điều ít ai biết là ngành cổ sinh đã thật sự minh oan cho Oviraptor từ rất lâu. Vốn dĩ việc phỏng đoán hành vi ăn trộm trứng chỉ dựa trên sự xuất hiện gần nhau giữa con khủng long và ổ trứng mà không có bất kỳ bằng chứng nào khác đã rất không ổn rồi. Sau đó thì vào thập niên 1990, cũng tại Mông Cổ, người ta phát hiện nhiều khủng long có họ hàng với Oviraptor hóa thạch trong tư thế bảo vệ tổ trứng của chúng. Điều khiến các nhà cổ sinh vật học ngạc nhiên chính là những quả trứng này trông rất giống ổ trứng xuất hiện gần Oviraptor. Thêm nhiều phát hiện tương tự sau đó đã xác nhận chính thức nghi ngờ của họ. Hơn nữa, họ nhận thấy khủng long thỏ Oviraptoridae có hành vi chăm sóc và bảo vệ trứng rất chặt chẽ. Một số mẫu vật được tìm thấy khi vẫn đang giang cánh bảo vệ tổ trứng cho đến chết. Như vậy rất có thể Oviraptor kia không hề cố gắng ăn cắp trứng của ai cả, mà nó cũng đang bảo vệ tổ trứng của chính nó trước khi chết. Vì vậy, việc khắc họa Oviraptor như một kẻ trộm trứng trong ARK là hoàn toàn là một hình dung sai lầm, xuất phát từ những định kiến đã hình thành quá lâu và gần như không thể thay đổi. Oviraptor trên thực tế có trộm trứng của giống loài nào khác hay không thì không thể khẳng định, nhưng những con khủng long này là những bậc cha mẹ hết sức tuyệt vời, sẵn sàng bảo vệ tổ trứng của chúng cho đến hơi thở cuối cùng. Phần ngoại hình của Oviraptor trong game cũng đã khá cũ so với những phiên bản phục dựng của khoa học gần đây. Oviraptor trong game không có lông, trong khi đó Oviraptor thực tế có thể có lông bao phủ cơ thể từ thân, cánh cho đến tận đuôi, được cho là để giúp chúng chống chọi với các điều kiện thời tiết gay gắt của môi trường sống khi đó, đồng thời cũng là để giữ ấm cho trứng khi ấp. Việc có lông cũng khiến ngoại hình của Oviraptor trông dễ thương hơn là những phiên bản trần trụi trong phim hoặc trong game ARK.
Về kích thước thì Oviraptor trong game lớn hơn một chút so với thực tế, có thể là gấp rưỡi. Tuy nhiên con số này cũng không đáng là bao khi các loài khủng long khác trong game cũng được buff kích thước rất khủng so với phiên bản thực tế của chúng, và do đó điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến vai trò của Oviraptor trong game. Vâng, vừa rồi là một số thông tin thú vị về Oviraptor trong game ARK so với những thông tin chúng ta biết về chỉ khủng long này trong thực tế. Hy vọng rằng các game thủ ARK đã hiểu rõ hơn câu chuyện về Oviraptor, cũng như tiếng Anh cả trộm trứng mà con người đã gieo cho nó suốt một thế kỷ qua. Chúc các bạn có những giờ phút chơi game vui vẻ. Nếu thấy thích video này thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.